Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Thảo. Hôm nay Thảo sẽ ăn phở lòng gà nha. Thì ở đây Thảo có cho đầy đủ hết rồi. Bây giờ Thảo cho thêm giá thôi. Tương Thảo cũng bỏ vô rồi. Rồi thêm rau thơm nha. Bữa nay Thảo có quế với lại ngò, ngò gai á. Nghe hai cái này cái nghe mùi phở liền mọi người ha. Này. Phở lòng gà, cái này mà mình có trứng gà non nữa là hết sảy luôn mọi người. Mà Thảo không có. Có gan mè thôi. Ồ thơm. Rồi, thôi mời mọi người nha. Quá ngon mọi người. Cái tô này mọi người biết thiếu gì không? Thiếu chanh. Có rau quế với lại ngò gai vô là nghe mùi phở liền. Trong đây bánh phở không nhiều nhưng mà giá nhiều nha. Ở dưới họ bỏ giá rồi mà họ còn cho thêm nữa. Ngon quá. Bữa nay Thảo ăn mấy con gà luôn.
Tại trong đây là gan với mài rất là nhiều. Một cái là một con. Thảo ăn cái gan gà, Thảo phải húp thêm nước tại cái gan gà khô. Không húp thêm nước là muốn mắc nghẹn luôn mọi người. Cái mè vẫn giòn. Cái nước ngon quá, muốn hấp hoài luôn á. Rồi, video của Thảo kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã xem. Thảo chào tạm biệt. Bye bye.